Xin kính chào quý anh chị, rất vui vì hôm nay đã được gặp quý anh chị trong phòng Zoom của The Ladder trong buổi sáng thứ bảy ngày 10 tháng 12, và chúc các anh chị có một buổi sáng an lành với những trải nghiệm thú vị cùng The Ladder. Không biết là quý anh chị có nghe rõ không ạ? Thì trước hết là mình là Ngọc Trâm, bây giờ mình xin giới thiệu một chút về The Ladder. Thì The Ladder là một không gian học thuật cho cộng đồng do tiến sĩ Nguyễn Thiện Minh và tiến sĩ Hoàng Phong Tuấn đồng sáng lập và kết hợp vận hành cùng một nhóm cựu sinh viên khoa ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một không gian học thuật mở, phi lợi nhuận, và The Ladder thì cũng mong muốn mang tri thức học thuật ra khỏi tháp nhà để đến gần hơn với đông đảo công chúng, đặc biệt là những bạn trẻ ham mê tìm tòi, khám phá. Và hiện chúng tôi đang hoạt động trên một số nền tảng chính là fanpage, blog và YouTube. Trong năm 2020-2021 thì The Ladder đã tổ chức thành công một chuỗi seminar nghiên cứu văn hóa văn học điện ảnh Nhật Bản tại Việt Nam do tổ chức Japan Foundation tài trợ. Và từ năm 2021 đến nay thì The Ladder đã tiếp tục tổ chức thành công nhiều chuỗi seminar offline và online khác, như là vấn đề cơ thể trong Antigone, chiếu phim và thảo luận, đã phối hợp cùng với Sài Gòn Citizenland và cái tổ nhỏ Ximena một số khái niệm và khuynh hướng nghiên cứu trong khoa học, xã hội và nhân văn đương đại. Và để tiếp nối những thành công đó thì từ tháng 12 năm 2022 thì The Ladder chính thức quay trở lại với Saturday Gender Talk. Đây là chuỗi seminar về nghiên cứu giới, và chuỗi này sẽ được tổ chức vào thứ bảy tuần thứ hai của mỗi tháng, bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 năm 2022, là ngày hôm nay, với diễn giả chính là tiến sĩ Nguyễn Thiện Minh cùng khách mời là các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Tham gia tại đây thì các bạn sẽ được cùng nhau đọc sách, xem phim, nghe giới thiệu và cùng nhau thảo luận về các vấn đề quan trọng trong nghiên cứu giới, các văn bản kinh điển hoặc tiêu biểu của các triết gia, lý thuyết gia. Các bạn cũng có thể đề xuất với ban tổ chức về văn bản hoặc là tác giả mà các bạn muốn được giới thiệu và thảo luận. Và sau đây bạn Thoại Trần sẽ tiếp tục kết nối diễn giả và giới thiệu về chủ đề của buổi ngày hôm nay. Xin mời bạn ạ. À, xin chào Ngọc Trâm, xin chào tất cả mọi người đang có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Mình là Thoại Trần, bây giờ mình sẽ giới thiệu về buổi talk đầu tiên và giới thiệu diễn giả. Thì buổi đầu tiên của chuỗi Saturday Gender Talk có chủ đề là What's Love in a Cyber Blood by Trịnh Thị Minh Hà. Đến với buổi này thì các bạn sẽ được cùng xem phim và thảo luận về chủ đề tình yêu trong bộ phim A Table Blood. Đây là một bộ phim được lấy cảm hứng từ truyện Kiều của Nguyễn Du, do nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới là Trịnh Thị Minh Hà viết kịch bản, đồng thời làm đạo diễn. Diễn giả chính trong buổi talk ngày hôm nay đó chính là tiến sĩ Nguyễn Thiện Minh, hiện đang là giảng viên khoa ngữ văn Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng quan tâm chính của cô đó là nghiên cứu văn học so sánh, cải biên điện ảnh từ lý thuyết giới và kỹ thuật học. Cô là học giả thỉnh giảng tại Đại học Oregon năm 2018, học giả nghiên cứu tại Đại học California Los Angeles năm 2022-2023. Về hoạt động cộng đồng, như đã giới thiệu, cô là người đồng sáng lập The Ladder, không gian học tập cho cộng đồng. Cô hiện đang cùng với nhà xuất bản Phụ Nữ xây dựng tủ sách Phụ Nữ Tuần Thư, nhằm công bố các công trình về của phụ nữ, hướng tới các nhận thức và thực hành quyền phụ nữ, cũng như là đấu tranh cho quyền vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.
và sự phát triển của đất nước. Về hoạt động dịch thuật thì cô là người đầu tiên đã dịch công trình của các nữ triết gia như là Hannah Arendt, Judith Butler ra tiếng Việt, cũng là dịch giả, đồng thời là người hiệu đính của nhiều tác phẩm triết học, nghiên cứu giới và nghiên cứu văn hóa. Những công trình dịch thuật xuất bản gần đây của cô thì gồm có Giữa quá khứ và tương lai của Hannah Arendt, Lịch sử triết học tập 2 đồng dịch, Yêu sách của Antigone của Judith Butler, Lịch sử vú, Khái niệm then chốt trong nghiên cứu giới của nhà xuất bản phụ nữ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với diễn giả. Xin chào cô Minh ạ. Không biết là bây giờ ở Mỹ đang là mấy giờ và thời tiết đang như thế nào? Rất là vui được gặp cô. Xin chào tất cả mọi người. Không biết mọi người có nghe rõ mình không? Thì mọi người nghe thấy rõ không phải là cái sang chấn gì kia, đúng không? Nó không phải là sang chấn lớn, nhưng mà ngày nào cũng như vậy thì người ta liên tục sống trong cái sợ hãi, cái cảm giác. Bạn mở bây giờ thì ở đây Cali đang là 6 giờ chiều. Trời ở đây nó cũng lạnh sang mùa đông. Bình thường ở đây thì rất là nóng, thấy bảo Cali không không lạnh bao giờ, năm nay mình không biết sao đấy. Tự nhiên nóng lạnh nó khá là bất thường. Khá là nhớ thời tiết ở Sài Gòn. Bây giờ thì cô có thể giới thiệu thêm cho mọi người được biết về hướng nghiên cứu sắp tới của mình trong năm tới, cũng như là giới thiệu đôi chút về bộ phim mà chúng ta sẽ sắp xem và thảo luận được không ạ? Thì về cái các cái dự định sắp tới của mình thì Trịnh Thị Minh Hà và một số các cái nhà nghiên cứu giới thuộc người ta hay gọi là thế giới thứ ba. Tất nhiên đấy là một cái khái niệm cần phải tranh luận, cần phải bàn lại. Nhưng mà Trịnh Thị Minh Hà rồi Yến Lê Espiritu rồi các cái nhà nghiên cứu da màu da đen. Các cái nhà nghiên cứu giới da màu da đen thì sẽ là cái nội dung tiếp theo mà mình và nhà xuất bản phụ nữ sẽ giới thiệu ở trong năm tới, và đây cũng là cái trọng tâm nghiên cứu của mình ở trong trong năm tới. Thì hôm nay rất là vui là được cùng mọi người sẽ xem phim và thảo luận về một cái bộ phim có thể nói là rất khó nhưng mà cũng rất là hay của chị Thị Minh Hà, và mình tin là còn khá là ít được biết đến ở Việt Nam. Cho nên là trước khi xem phim thì chắc là mình xin phép được nói một số điều, tức là một số những cái một gọi là một số những cái lưu ý hoặc là để các bạn có thể tham khảo trước khi xem. Mình sẽ không spoil cái nội dung nhưng mà nó có một cái điều thế này. Thứ nhất là về cái gọi là sự tiếp nhận của cái phim này trước đó ở trên thế giới, thì giống như ông Hoài Thanh ông nói về Xuân Diệu đấy, là người khen thì khen hết mức, người chê thì chê không tiếc lời. Tức là những cái người mà ở trong cái đội ngũ làm phim ấy, lúc đầu là họ kỳ vọng rằng đây sẽ là một cái gọi là phim bom tấn ấy, của Hollywood, blockbuster. Nhưng mà đến cái đoạn là bắt đầu edit, tức là cái đoạn bắt đầu dựng phim đấy, thì là họ 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 hoảng ấy, họ thất vọng, họ bảo là oh come on, so give the audience what they need, là một thôi nào, hãy đem đến cho khán giả cái mà họ cần đi đấy. Thì tức là nó cũng tạo ra một cái cú sốc nào đó đối với cái khán giả xem phim. Thì nguyên nhân tại sao như vậy, bởi vì đây là một cái phim thể nghiệm, một cái phim thể nghiệm, và nó rất là khác. Mặc dù tên của nó là A Tale of Love nhưng mọi người sẽ thấy rằng nó là một cái sự chất vấn cái khái niệm về love hay là love story, story of love của cái gọi là điện ảnh Hollywood, và các cái hình thức để biểu đạt các cái câu chuyện tình yêu ở trong các cái phim đại chúng, ở trong các cái phim của Hollywood. Cho nên mọi người sẽ thấy là nếu mà chúng ta xem phim, bởi vì mình thấy có một cái câu hỏi và nhận xét của một bạn đăng ký, lúc đăng ký đấy, bạn bảo là
Tại vì em đến xem cái phim này là tại vì em muốn được được đắm chìm vào trong thế giới của những câu chuyện tình. Thì nếu như các bạn đang chờ đợi rằng là mình sẽ được xem một cái phim gọi là tình yêu điển hình với lại các cái diễn biến theo kiểu ABA hay là các cái mô hình truyền thống của phim đại chúng đấy, hoặc là các cái gọi là đủ các cái hình thức của phim giải trí hay là của phim về tình yêu thì các bạn sẽ thất vọng đấy. Nhưng mà nếu các bạn xem phim và các bạn hãy thử rời bỏ những cái chờ đợi, những cái kỳ vọng và những tất cả những cái gì mà mình trước giờ mình được nhồi nhét vào trong đầu về cái gọi là love story, về cái gọi là cái phim phim tình yêu, thì các bạn, mình nghĩ là các bạn có thể thu lượm được một cái điều gì đó ở trong cái phim này. Thì đấy là một số những cái lưu ý ở khi xem phim ha, để các bạn có thể chuẩn bị trước một cái tâm thế là có thể là mình sẽ rất thích cái phim này, hoặc là có thể là mình sẽ rất ghét cái phim này, có thể là mình sẽ thấy rằng ô một chân trời mới mở ra với mình, hoặc mình sẽ thấy rằng ô thật là đáng thất vọng. Đấy, thì có một số những cái lưu ý như vậy. Và vì nó là một cái phim thể nghiệm, một phim nghệ thuật, cho nên là nếu như các bạn không 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 quan tâm đến cái gọi là cốt truyện, cái diễn biến của cốt truyện, mà các bạn tập trung vào các cái yếu tố của nghệ thuật điện ảnh, chẳng hạn như là ánh sáng, âm nhạc, chuyển động camera, hình ảnh, màu sắc, thì có thể các bạn sẽ thấy được cái điều gì đó. Bởi vì các cái nhà phê bình với các nhà nghiên cứu, các cái chuyên gia về phim thì họ đều đồng ý với nhau ở một cái chỗ là đây là một cái phim nó chạm đến cả cái phương diện trí tuệ lẫn cái phương diện cảm giác của người xem. Đấy, thì mình chỉ có một số những cái lưu ý nhỏ như vậy trước khi chúng ta xem phim. Thì cũng hy vọng là sau cái buổi xem phim này thì chúng ta sẽ có những cái thảo luận hay và thú vị về cái phim này. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của cô Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem phim. Sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận và trao đổi một số vấn đề từ phim. Có một số lưu ý cho quý anh chị khi tham gia. Trong suốt quá trình thì chúng ta sẽ tắt micro và tắt video để đường truyền được tốt nhất. Bây giờ xin mời chúng ta xem phim. Để mình tắt luôn cái video và tiếng đúng không? À, xin chào mừng quý anh chị đã đầu tiên thì rất là trân trọng và cảm ơn quý anh chị đã còn lại trong phòng Zoom này để cùng theo dõi một bộ phim rất là hay và khó và Đã cũng tin rằng đây là bộ phim rất là thú vị và sau đây xin mời tiến sĩ Nguyễn Thị Minh sẽ có một bài chia sẻ cũng như là một số câu hỏi để đặt ra cho chúng ta để cùng nhau thảo luận để có được một cái hình dung hoặc là một ý nghĩa cho riêng mình về bộ phim này. Và trong suốt cái khoảng thời gian trao đổi thảo luận thì quý anh chị nào muốn trao đổi thì quý anh chị có thể chọn biểu tượng là giơ tay. Bộ phận kỹ thuật sẽ giúp các anh chị mở micro để trao đổi với diễn giả. Xin mời cô ạ. Xin chào tất cả mọi người. Không biết là bây giờ mọi người đang cảm thấy như thế nào. mình
rất là mong cái buổi này nó không phải là một cái bài giảng mà nó sẽ là một cái trao đổi, và chúng ta chia sẻ về cái bộ phim. Cho nên là chắc là đầu tiên chắc dành một ít thời gian để cho mọi người có thể chia sẻ một chút cái suy nghĩ và cái cảm xúc sau khi xem phim, đúng không ạ? Không biết là chúng ta rất là hào hứng hay chúng ta rất là thất vọng hay là chúng ta rất là mệt mỏi. Bởi vì thực ra thì lúc đầu khi lần đầu tôi mới xem phim này, tôi không xem được một lần từ đầu đến cuối, và tôi xem ngắt quãng. Xong rồi có lúc cũng có một thời gian là tôi khi mà tôi căng thẳng thì tôi mở cái phim này lên để cho nó dễ ngủ. Nhưng mà cũng có những lần đó là trong lúc ngủ, trong giấc mơ là tôi tự nhiên tôi hiểu ra được một cái ý nghĩa của một cái cảnh phim nào đó, là tôi cảm thấy rất là cảm động. Đây là một cái phim mà càng xem đi xem lại nhiều lần thì càng thấy có nhiều điều đáng để nói ở trong đó. Thì không biết là có bạn nào trước hết không biết có bạn nào muốn chia sẻ cái cảm nghĩ của mình sau khi xem cái phim này không ạ? Hoặc là các bạn có câu hỏi gì, hoặc là có muốn đặt ra cái vấn đề gì để trao đổi, thì chắc là mời các bạn chia sẻ trước nhỉ. Ở trong phòng Zoom thì tôi thấy có rất nhiều các anh chị là các nghệ sĩ, những người làm nghiên cứu, đúng không ạ? Thì không biết là các anh chị có muốn chia sẻ gì không ạ? Muốn hỏi gì không ạ? Thì chúng ta thấy là cái gọi là cái sự hòa trộn ngôn ngữ nó cũng là một cái khó khăn ở khi mà xem cái phim này, đúng không ạ? Thì Minh Hà có kể cái chuyện khi người ta hỏi là cái phim đã được đón nhận như thế nào, thì bà kể một cái chuyện đó là khi mà chiếu phim lên thì nó có cái sự chia rẽ giữa những người xem. Tức là người biết tiếng Anh thì sẽ cười, người người xem chủ yếu bằng tiếng Anh ấy, thì là sẽ cười ở một cái đoạn này, và những người xem bằng tiếng Việt thì nhìn không hiểu tại sao chỗ đấy lại cười. Ngược lại, những người xem chủ yếu bằng tiếng Việt thì họ cười ở những cái chỗ mà người người xem bằng tiếng Anh họ không hiểu gì cả. Đấy, bà ấy kể cái chuyện đó là khi mà chiếu phim thì lại đã có cái gọi là sự chia rẽ, sự khác biệt ở trong những người xem. Thực ra lúc đầu thì The Ladder dự định là sẽ làm cái phụ đề tiếng Việt cho cái phim, nhưng mà tức là trong nhiều những cái buổi trò chuyện của Minh Hà mà chúng tôi được dự thì bà có nói một chuyện đó là trong phim của bà có những đoạn là trong phim của bà thì có những cái đoạn là bà cố tình bà không 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 dịch. Thì The Ladder cũng cũng mong muốn là các bạn có một cái trải nghiệm gì đó về cái việc là thấy rằng cái sự dịch là nó không thể được, hoặc là trải nghiệm về chuyện là biết rằng có những cái điều là mình không không mình có thể mình cần phải hiểu thêm, cũng như khi mà khán giả xem phim tiếng bằng tiếng Anh thì họ nghe những cái câu tiếng Việt, họ nghe những câu thơ, họ biết rằng là họ không hiểu, và họ kể cả là đã được dịch sang tiếng Anh cũng vẫn rất khó hiểu, và họ cũng cần phải tìm hiểu thêm. Thì cũng hy vọng là các bạn có một cái trải nghiệm nào đó. Không biết là có bạn nào muốn 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 chia sẻ không ạ? Chắc là trước hết mời các bạn chia sẻ trước nhỉ. Có anh chị nào thì trong khi chờ các bạn đặt câu hỏi thì tôi chắc là tôi sẽ trả lời một cái câu hỏi, tôi trả lời trước một cái câu hỏi mà đã được gửi đến cho ban tổ chức từ trước cái buổi này. Thì có một bạn hỏi như thế này là ở khía cạnh cải biên, cái tên A Tale of Love tạo ra sự kết nối với tác phẩm kinh điển trước đó là Truyện Kiều, với cái tên tiếng Anh là The Tale of Kiều. Được biết một trong những giá trị quan trọng của cải biên là sự tái diễn giải, đóng vai trò như là việc đọc lại và phản hồi.
Và như vậy ở đây một trong những phản hồi quan trọng là cái nhìn về tình yêu đối với người nữ. Trong đoạn đối thoại cuối cùng giữa Kiều và Juliet, Kiều cho rằng người ta sẽ nhớ mãi về nhân vật Thúy Kiều trong tác phẩm văn học bởi cô không phải trung thành trong tình yêu với riêng một người mà chỉ là trung thành với tình yêu. Em cho rằng sự phát hiện về tình yêu ở đây đã làm nổi bật quan điểm phủ nhận tính chiếm hữu cố định. Thay vào đó, ta thấy hiện lên cái nhìn về tình yêu mang tính biến thiên, vận động. Và sự phản hồi của nhà cải biên là phản hồi mang tính đồng tình và phát triển một chiều sâu tư tưởng từ những thể hiện đã có của Nguyễn Du. Diễn giả có đồng ý với phân tích trên hay không? Và trong phim liệu còn có những chi tiết tương tự nào khác mà em chưa phát hiện hết? Xin nhờ diễn giả gợi ý thêm. Thì đây là một cái câu hỏi của bạn. Thì ở trong cái câu hỏi này thì bạn có hỏi về hai cái vấn đề. Một đó là tình yêu, và hai là vấn đề cải biên ở trong điện ảnh. Và với mỗi ý như vậy thì bạn đều có trình bày cái ý kiến và bạn hỏi thêm về cái gợi ý của tôi. Thì tôi xin, trước hết thì tôi xin trả lời cái câu hỏi này dựa trên những cái gì mà tôi đã đọc và nghĩ về cái phim này trước đó. Thứ nhất thì là về cái chủ đề mà bạn hỏi là chủ đề về tình yêu. Thì đúng như bạn nói đó là cái bộ phim này nó chống lại cái gọi là một cái tính cố định về tình yêu. Cho nên mình thấy ở cái đoạn cuối cùng ấy, cô bảo là đúng là tôi có cái câu chuyện về lớp nhưng mà nó không phải là một mà tôi có nhiều. Và mọi người cũng thấy rằng ở trong cái phim này thì cái gọi là cái khái niệm về yêu là nó rất là đa dạng và nó nằm ở trong cái tính động, đúng không ạ? Thì còn bạn hỏi thêm về gợi ý về một số những cái ý khác chẳng hạn về cái chủ đề này thì tôi xin có một số những cái gợi ý. Gợi ý thứ nhất đó là khi người ta nói về cái gọi là love story thì ở trong cái bộ phim này nó không phải chỉ là nó chống lại gọi là cái tính cố định của hay là cái tính gọi là đơn nhất của cái khái niệm gọi là love, mà nó còn tức là như bà Minh Hà bà ấy có chia sẻ trong một số những cái bài phỏng vấn của mình thì bà ấy nói rằng là khi mà mình suy nghĩ về love story một cái bà ấy dùng cái từ gọi là critical, tức là có một cái nhìn có cái tính phê phán, là một cái nhìn có cái tính phản tư, một cái nhìn gọi là có cái thay vì là chấp nhận những cái gì người ta mang đến cho mình bắt đầu mình có cái sự suy nghĩ thì nghĩ về love story thì là phơi bày cái gọi là banalities, nghĩa là cái tầm thường, cái bình thường, cái gọi là cái mà người ta chấp nhận như là cái đương nhiên, và cái cliché tức là cái gọi là cái khuôn sáo, cái tính tầm thường và cái khuôn sáo của nó thay vì là che giấu hay là bỏ qua nó. Thì theo bà thì đó là một cái cách tiếp cận chân thực và nó có cái gọi là cái tính critical đối với lại cái khái niệm là love. Thì mọi người sẽ thấy là ở trong cái phim này, đúng không ạ, thì nó có rất nhiều những cái cảnh mà mình thấy là nó gọi là chống lại cái cách biểu đạt tình yêu như ở trong Hollywood. Thì rất là nhiều những cái phim mà gọi là mình xem cho đến tận bây giờ ha, thì như tôi thấy là nó vẫn không vượt ra ngoài được cái gọi là cái nhìn cái cách mà biểu đạt như là bà Laura Mulvey bà ấy có phân tích ở trong cái bài viết là Visual Pleasure đấy. Tức là khán giả là những cái kẻ thị dâm tức là những cái người mà without being looked at, tức là khi chúng ta vào trong rạp phim, đúng không ạ, thì chúng ta người ta tắt hết đèn ở phía chúng ta đi và chỉ có sáng là cái màn hình thôi, đúng không ạ? Và cái gọi là cái nhìn của khán giả ở đây là cái nhìn của nam giới, và chúng ta sẽ thấy rằng cái nhìn đó được thể hiện ở trong cái bộ phim này, đó là nó đồng nhất với cái nhân vật Ali Khan. Thì cái anh này ấy là anh ấy luôn luôn là
là gọi là đi theo dõi, đi theo đúng không ạ, đi theo và nhìn cái cô Kiều, anh đi theo cô vào phòng thay đồ rồi anh ấy yêu cầu cô là à, hôm nay chúng ta hãy làm một cái chuyện gì đó khác đi, bây giờ cô hãy ngồi và cô hãy kéo khóa quần xuống rồi cô hãy mơ mộng đi rồi chúng ta sẽ thấy cái điều gì đó rất là khác biệt. Rồi cô anh luôn luôn yêu cầu là cô hãy gọi là khi mà chụp hình đấy thì luôn luôn là có một cái khăn, cái van che mặt đúng không ạ, khăn van hoặc là một cái thứ gì đó để mà cuốn, để mà bọc, để mà che cô lại. Thì gọi là chúng ta ở một cái góc độ nào đó thì khi chúng ta nhìn cái nhân vật Alican ở trong phim, chúng ta có thể thấy một cái điểm gì đó của cái người xem phim ở trong mình. Và cái bộ phim nó chất vấn cái điều đó. Ở khi mà những cái cảnh chúng ta sẽ thấy là cô Kiều cố kháng cự lại cái chuyện đó, cố kháng cự lại cái chuyện là phụ nữ cứ chụp hình thì cứ phải che cái mắt lại, phải phải làm một cái body mà without a head, một cái cơ thể mà không có đầu óc. Và có hai cái đoạn mà tôi nghĩ là chắc là các anh chị cũng khi xem phim các anh chị khá là ấn tượng hai cái đoạn mà cái khung hình là nó rất là nhỏ và xung quanh thì nó đen và người ta chỉ nhìn thấy là hai người ở trong cái tư thế là giống như trong tư thế đang làm tình, mọi người nhớ không ạ? Thì cái cả cái người đàn ông và cái người phụ nữ là đều bịt bịt mắt lại và lúc đó thì họ không nhìn nhau mà chỉ có khán giả, tức là giống như chúng ta là đang, tức là Minh Hà phơi bày ra cho chúng ta thấy một cái tình huống đó là mình đang nhìn trộm như thế nào. Mình khi mình nhìn vào cái gọi là love story thì những người gọi là đóng vai ở trong cái love story đó thì họ không nhìn nhau mà chỉ có chúng ta nhìn họ thôi. Và không phải chỉ có phụ nữ mới là người bị bịt mắt mà cả cả nam giới nữa. Thì đấy là một cái ý ở trong cái phim mà chúng ta có thể khi nói về chủ đề tình yêu thì bà ấy có một cái ý, đó là bà ấy muốn chống lại cái cách biểu đạt love story ở trong văn hóa đại chúng và ở trong phim của Hollywood, khi mà nó tạo ra những cái sự đồng phục. Và bà ấy nói rằng tự nhiên chả hiểu sao cái phim Hollywood cứ đến cảnh làm tình thì trông ai cũng như ai, không có gì khác nhau cả. Cái gợi ý thứ hai đó là mọi người sẽ thấy là nếu như tình yêu ở trong gọi là văn hóa đại chúng Việt Nam và Trung Quốc, tức là như là cái tác phẩm mà bà ấy gợi cảm hứng ấy, là từ tác phẩm Chuyện Kiều đấy, và cả trong Hollywood thì nó gắn với lại các cái sự kiện đúng không ạ, nó gắn với sự kiện đó là gặp gỡ này, gia biến này, đoàn tụ này, rồi chúng ta ở trong cốt truyện phim Hollywood thì chúng ta có những cái mô hình đúng không ạ, mô hình AB AC gì đó ha. Nhưng mà trong cái phim này khi mà bà ấy gọi là thay đổi cái góc nhìn, nếu như tình yêu từ góc nhìn của người nữ thì nó như thế nào, nó gắn liền với lại các cái giác quan đúng không ạ, chúng ta sẽ thấy các cái nhân vật khác nhau như là Alican thì gắn với lại cái việc nhìn, cái nhân vật Java mà gọi điện thoại đấy thì là gắn với lại cái việc nghe, hay là nhân vật Minh chẳng hạn thì là gắn với mùi đấy. Thì ở trong một cái bài phỏng vấn thì Minh Hà nói rằng là bà ấy không hẳn quan tâm đến love story hay là the story of love, mà bà ấy quan tâm đến cái gọi là the state of being in love, tức là cái trạng thái hay là cái cảm xúc hay cái trạng thái của người ta khi mà người ta ở trong cái trạng thái khi mà đang yêu. Tại sao như vậy? Bởi vì là bà ấy ở trong cái trạng thái như thế thì cái cảm nhận của chúng ta về thế giới nó thay đổi một cách rất là mạnh mẽ. Tình yêu nó có thể gọi là đánh thức những cái giác quan, những cái cảm giác theo một cái cách thức nó rất là mạnh mẽ và nó không thể đoán trước được. Nó có thể mở ra những cái gọi là một cái thế giới khác mà người ta chưa từng trải nghiệm trước đó, trong khi nó vẫn cứ cứ ràng buộc ta với những cái gọi là thế giới của lý tính hay là của logic thông thường hay là của đời sống hàng ngày. Cho nên là chúng ta thấy rằng ở trong bộ phim thì cái gọi là
cái ý niệm mà tình yêu gắn liền với các giác quan nó được thể hiện rất là tinh tế đúng không? Ví dụ như là gọi là cái việc mà tình yêu mà chỉ có gắn với cái việc là âm chương âm thanh đúng không? Thì anh Java này anh kể cái chuyện đó là tôi quên mất cái nước gì đấy, Philippines à, thì là người ta làm tình bằng cái gọi là cái cách mà thì thầm vào tai nhau. Thì đối với Minh Hà thì tai nó bái cho rằng nó là một cái gọi là sexual organ, tức là một cái cơ quan có cái gọi là có cái chức năng gợi dục. Cái mà người ta gọi là và cái cơ quan đó thì nó lưỡng tính, bởi vì cái phần mà nó là nó nhô ra đó chúng ta hay gọi là gì, vành tai à, thì nó là cái gọi là nam, còn cái phần mà ống tai ở bên trong đấy thì là nó có cái tính nữ. Cho nên là gọi là thực ra tục ngữ Việt Nam cũng có một cái câu gần tương tự như thế, không biết mọi người có nhớ là con gái thì yêu bằng tai à, con trai yêu bằng mắt, thì đại loại người ta cũng có những cái quan niệm nó gần gần gũi như vậy. Thì hoặc là về mùi thì bái cho rằng là trong thế giới của chúng ta thì mùi càng ngày càng trở nên là ít quan trọng, trong khi cái gọi là cái trải nghiệm của bà khi mà đọc truyện Kiều á, thì là bà thấy là cái gọi là mùi và cái âm mùi hương và cái âm thanh thì nó gắn rất là chặt chẽ với nhau. Thì cái ý này nó làm cho tôi nhớ đến một cái câu ở trong truyện Kiều, không biết mọi người có nhớ cái khi mà nói về cái mối quan hệ của Kiều và Kim Trọng, khi mà anh Kim Trọng anh nhớ cô Kiều thì ông Nguyễn Du ông tả những cái câu mà nó luôn luôn là có sự hòa trộn giữa là mùi với lại âm thanh, chẳng hạn như là hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình, hoặc là những cái đoạn mà anh Kim Trọng nhớ cô Kiều đấy, nỗi nàng nhớ đến bao giờ, tuôn trâu đòi trận vò tơ trăm vòng, có khi vắng vẻ thư phòng, đốt lò hương dở phím đồng ngày xưa, bẻ bai rủ rỉ tiếng tơ, trầm bay nhạt khói gió đưa lay rèm. Thì dường như trên nóc bên thềm, tiếng kiều đồng vọng bóng sim mơ màng, bởi lòng tạc đá ghi vàng, tưởng nàng nên lại thấy nàng về đây. Thì cái nỗi, cái gọi là cái cách miêu tả cái nỗi nhớ mà nó là cái sự hòa trộn giữa âm thanh và mùi, thì nó là một cái điểm rất là đặc biệt, và tôi thấy là tác giả thể hiện được ở trong cái phim này, ở trong những cái đoạn mà mọi người sẽ thấy là khi cố để cái mùi hương dẫn cố đi theo những cái cảm xúc ở trong phim đúng không ạ? Đấy. Và cái gợi ý thứ ba khi mà bạn hỏi về vấn đề về tình yêu, về những cái điều gì mà bộ phim này có thể gợi ra, thì mọi người sẽ thấy là cái đoạn kết thúc, và bạn ấy nhắc đến cái đoạn kết thúc mà Kiều nói chuyện với Juliet ấy, thì cố nói về cái gọi là kết thúc của tình yêu, thì cố nói là the problem with your love story is that it invariably ends in death or in marriage. You see, I prefer the less definite ending of the tale of Kiều, which ends in love and friendship. Thì cái trong văn hóa phương Tây thì mọi người sẽ thấy là các cái love story nó thường kết thúc bằng gì ạ? Một là chết đúng không ạ? Chia ly. Hai là death, tức là chết. Hai là gọi là marriage đúng không ạ? Gọi là kết hôn. Đấy là coi như là kết thúc viên mãn của một cái love story. Nhưng mà Minh Hà, tức là cái nhân vật ở trong phim đấy, nói rằng là thực ra thì tôi thấy cái kết của truyện Kiều là nó hay hơn. Nó là một cái khả thể. Nó là một cái điều khác người ta có thể gợi ra từ đó, là đó là sự hòa trộn giữa tình yêu và tình bạn. Thì nó là một cái một cái gợi ý mà rất là hay ở trong bộ phim, mà nó cũng là một cái nguồn cảm hứng nó gợi ra từ từ truyện Kiều ha. Còn cái ý thứ hai là bạn hỏi về cái việc gọi là cải biên như là đọc lại và diễn giải, thì chúng ta có thể đọc những cái gọi là những cái sự đọc lại của Minh Hà ở trên những cái phương diện của ngôn ngữ điện ảnh,
là cái mà bà gọi là multiplicity of languages in in the within the film, tức là cái tính đa dạng, cái tính tính đa dạng của ngôn ngữ ở trong phim, chẳng hạn như là ngôn ngữ của mọi người xem phim thì mọi người sẽ thấy là ngôn ngữ của ánh sáng đúng không ạ, ngôn ngữ của dàn cảnh, của màu sắc, của âm nhạc, rồi của chuyển động của camera. Đấy, thì những cái nếu mình tập trung vào những cái điểm như vậy thì mình có thể thấy được rất là nhiều điều nó thú vị. Thì đấy là tôi trả lời ngắn gọn cái gọi là cái câu hỏi của một bạn. Bây giờ thì chắc là mời mời mọi người có cái chia sẻ thêm. Không biết là có anh chị nào có thêm câu hỏi hoặc là những chia sẻ thêm, anh chị có thể bật micro để nói hoặc là gõ vào khung chat cũng được. Các bạn có thể nói hoặc gõ khung chat cũng được. Ở trong phòng thì thấy có bạn Đặng Hà ở Viện Văn Học đúng không ạ? Biết bạn Hà không? Bạn Hà cũng là một người rất là thích thích Minh Hà. Không biết bạn Hà có câu hỏi gì không? Trong cái link đăng ký thì mình thấy có danh sách của một số bạn làm phim và cũng đang hiện diện ở đây. Không biết là một số bạn sinh viên của Fulbright đúng không ạ? Thì không biết là các bạn có muốn chia sẻ gì hoặc các bạn có muốn hỏi gì không? Không biết là có một câu hỏi chat. Rồi em sẽ xin phép đọc câu hỏi này. Là chị Hà bảo là đang không biết là có bạn nào muốn chia sẻ về cái việc mình xem phim cũng được, các bạn nào, tức là các bạn xem phim thì các bạn cảm thấy như thế nào, các bạn cảm thấy thắc mắc cái chỗ nào, các bạn muốn hiểu thêm về chỗ nào cũng được thì các bạn có thể hỏi. Có một bạn giơ tay này, Quyên đúng không ạ? Chắc là ban tổ chức mời bạn Quyên. Có thể tự bật micro để nói. Con mở được rồi. Con cảm ơn phần chia sẻ của cô Hà và buổi chiếu phim hôm nay rất là thú vị. Thì con có một câu hỏi lúc mà xem cái phim này, nó cũng khá là khó hiểu bởi vì lúc đó rất là, nói chung là con khi mà con xem phim thì con chưa tìm hiểu qua về bối cảnh của phim này nên là rất là băn khoăn không biết phim nó chiếu ở đâu. Thế sau lúc đầu cái cảnh đầu tiên thì chiếu một ngôi nhà mà kiến trúc rất là giống ở Nhật Bản thì con nghĩ ồ tưởng lấy bối cảnh ở Nhật Bản, sau người tưởng cô này đi lao động Nhật Bản rồi gửi tiền về nhà, rồi cuối cùng lại hóa ra cô ấy ở Mỹ, sau mà lại nói về văn hóa và tiếng Việt thì con không hiểu, thì con không biết là cái việc con chưa thấy lắm thì rõ lắm cái ý nghĩa của cái việc là xây dựng bối cảnh một ngôi nhà cô ấy đang sống là theo phong cách của Nhật Bản, nó có ý nghĩa như thế nào trong cái cả bộ phim này nói chung, thì con mong là cô có thể chia sẻ thêm nếu mà cô biết. Con cảm ơn. Dạ, với lại cho con tụi con xem chung với nhau thì con có một, tụi con cũng có bàn về cái việc là cái âm thanh ở trong cái phim này nó khá là lạ, thì ngay cả các phần credit cuối cùng sau phim nó cũng có những cái âm thanh truyền vào, thì tụi con không biết là ý nghĩa của những cái âm thanh, kiểu mình nên đọc những cái âm thanh đó như thế nào. Thích, có bạn nào có câu hỏi nữa không?
bạn Thủy Tiên lần đầu xem phim, không biết bạn Thủy Tiên có rồi cảm ơn Minh. Ban đầu thì ngồi trên bàn ghế đàng hoàng xem, xong xem được một lúc là phải leo lên giường nằm rồi mà. Thật ra thì chắc là do cái việc mà cái thể loại thể nghiệm phim xem cũng nhiều á, cho nên là đối với tôi thì cái phim này nó không có khó, khá là enjoy nó, khá là thích và quan sát mấy cái tố mà làm nên cái biểu đạt của bà Trần Thị Minh Hà. Thì cái đầu tiên mà tiên quan tâm ấy thì hồi nãy mình có nói là cái việc mà chia rẽ của cái ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, nhưng mà mình cũng để ý thấy là bà chỉ dịch tiếng Việt sang cái tiếng Anh phụ đề thôi cho khán giả thôi, thì không biết là cái đối tượng khán giả mà bà hướng tới là ai và tại sao bà chỉ dịch. Tất nhiên là biết là bà muốn một số đối tượng là chỉ có hiểu tiếng Việt mà không hiểu thấu hết được tiếng Anh thì họ sẽ cảm thấy là bị đứt quãng, nhưng mà bà lại làm cái công việc ngược lại là bà lại dịch tiếng Việt sang tiếng Anh. Thì lúc mà tiên xem thì tiên cũng để ý cái cách mà bà dịch chuyện kỳ sang tiếng Anh ấy, thì đúng là nó không, nó hoàn toàn xa lạ với cái khi mà nó chuyển sang cái ngôn ngữ đó. Thì tất nhiên có một số cái là untranslatable, nhưng mà cái nỗ lực hoặc là cái intention của bà khi mà bà dịch như vậy để làm cái gì á, thì tôi muốn biết thêm. Thì tôi nhiều lắm, mình xem nhiều lần thì cũng mới thấy nhiều thứ, cho nên là xem phim này lần đầu tiên thì rất là appreciate luôn á, nhưng mà chắc là phải xem lại rất là nhiều lần. Cảm ơn bạn Kim. Không biết là còn bạn nào khác có chia sẻ hoặc có câu hỏi gì nữa không? Có một bạn cũng gửi câu hỏi về cùng với việc hai bạn lúc nãy hỏi về cái việc chọn bối cảnh và dụ ý của cái việc tạo ra các yếu tố âm thanh. Thì bên cạnh đó cũng có một yếu tố là về cái ống kính chính trong bộ phim xuyên suốt. Thì chỉ có một ống kính chính thôi, thì bạn có muốn hỏi là như vậy thì tác dụng của cái việc mà theo dõi quá trình hoạt động của các nhân vật vào một ống kính chính như vậy thì nó có tác dụng như thế nào trong việc biểu đạt ý nghĩa của bộ phim? Có bạn nào có câu hỏi nữa không ạ? Chắc là cô trả lời những câu hỏi này trong thời gian mọi người tiếp tục suy nghĩ những câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi của bạn về cái ngôi nhà làm cho bạn nghĩ rằng là đây là một người đi lao động ở Nhật. Thì thực ra cái kiểu nhà mà nhà gỗ mà nó không phải là nhà cao tầng ấy, xong rồi nhỏ nhỏ, xong theo cái kiểu kiến trúc mà bạn nhìn thấy ở trong trong phim thì mình thấy khá nhiều ở Mỹ. Đó là một cái kiểu ở đây người ta hay làm nhà gỗ như vậy thôi. Tuy nhiên nếu mà bạn hỏi về gọi là setting ấy, gọi về thì bạn sẽ thấy rằng là các cái không gian ở trong cái phim này nó cũng khá là đặc biệt. Tức là khi mà thường là người ta ở trong nhà thì nó thường là những cái không gian tối, và cái đặc biệt là cái góc quay, thì chút nữa mình sẽ bàn thêm về cái góc quay, về cái thứ hai là có một bạn hỏi về âm thanh. Thì đúng là bởi vì là Minh Hà là một cái người học gọi là musicology, phải học về gọi là âm nhạc học, cho nên là bà là một cái người mà có rất nhiều những cái hiểu biết về âm thanh.
và rất quan tâm đến âm thanh. Và thực ra thì nếu mọi người đọc và xem nhiều phim của Minh Hà thì sẽ thấy rằng bà ấy tư duy về điện ảnh từ cái góc nhìn của âm thanh, tức là luôn luôn, ví dụ tên một cuốn sách của bà đặt đó là Cinema Interval, thì nếu những người mà không không học về âm nhạc thì sẽ không hiểu là interval là cái gì đấy, nhưng mà nếu ở trong lĩnh vực âm nhạc thì mình sẽ biết là interval đó là cái gọi là cái khoảng cách giữa hai cái nốt nhạc, và trong âm nhạc, trong lý thuyết về âm nhạc thì cái interval nó là một cái rất quan trọng, bởi vì nó là cái nền tảng, cái cơ bản khi mà người ta bắt đầu đến với âm nhạc, và cái việc mà nghe và nhận biết được cái interval, cái nghe nhận biết được cái gọi là cung ấy, cái sự khác biệt giữa cái nốt này với nốt kia, thì nó là một cái điều rất là quan trọng. Thì khi mà bà chia sẻ về cái phim này về mặt âm nhạc thì bà nói rằng là mặc dù là bà ấy, cái gọi là cái lợi thế về âm nhạc của bà đó là bộ gõ, nhưng mà bà lại rất thích trống, âm thanh của trống. Tức là mọi người sẽ, đôi khi mọi người sẽ nghe thấy những cái âm thanh nó rất kỳ lạ, đúng không? Thế thì bà ấy học về ethnomusicology, tức là âm nhạc mà của cái của ethnic đó. Tức là những cái gọi là ethnic thì mình gọi, tức là những cái gọi là dân tộc học đấy, âm nhạc dân tộc đấy, thì đấy chính là cái điều mà các bạn đã cảm nhận được ở trong cái phim này, thì bà sử dụng những cái hình thức âm nhạc như vậy để tạo ra những cái cảm xúc, và để tạo ra những cái ý nghĩa gắn với những cái âm thanh như vậy. Còn câu hỏi của bạn Tiên thì bạn hỏi về cái việc là ở trong phim thì bà chỉ dịch tiếng phần tiếng Việt sang tiếng Anh thôi, những cái đoạn thoại thì chỉ dịch phần tiếng Việt sang tiếng Anh thôi. Thì quả thực là bởi vì cái phim này là bà làm ở Mỹ và để chiếu cho chủ yếu là chiếu cho công chúng ở Mỹ và ở một số những cái nước nói tiếng Anh khác đấy, thì nó có vấn đề như vậy. Cho nên là Việt Nam thì bây giờ mình mới, trước đấy thì mình biết là có một số gọi là trung tâm nhỏ ở Việt Nam cũng có chiếu cái phim này, nhưng mà gọi là để chiếu rộng rãi đấy, cho mọi người xem thì chưa. Bởi vì là bái cái bối cảnh là bái làm, bái sang Mỹ và học và làm phim ở đây, cho nên là chủ yếu là cái đối tượng khán giả thì nó là như vậy. Còn cái phần mà bạn có nhận xét về cái gọi là cái cách dịch chuyện Kiều sang tiếng Anh, thì những cái câu Kiều ở trong cái bộ phim này thì không phải là do bà dịch, mà là bà lấy từ cái bản dịch của Huỳnh Sanh Thông, là một cái bản dịch mà ở đây thì người ta cho rằng nó là rất là kỹ lưỡng, và người ta đánh giá ông rất là cao, rất nhiều người gọi là đánh giá cao cái bản dịch. Tuy nhiên thì nếu như mình là người Việt Nam, đúng không, mình đọc vào cái bản dịch đó thì mình sẽ thấy rằng nó có rất nhiều vấn đề phải bàn. Đấy, thì trong một cái bài nghiên cứu của mình thì mình cũng bàn về cái vấn đề là khi mà dịch thì nó đã làm gọi là thay đổi rất là nhiều những cái hoặc là nó đã làm mất mát. Tất nhiên dịch thì bao giờ nó cũng mất dịch, nếu nó nói translation thì luôn luôn nó gắn với cái việc loss of meaning, nhưng mà luôn luôn là nó mất nghĩa nó như thế nào đó đấy. Nhưng mà cũng phải thừa nhận một cái chuyện đó là đấy, khi thì mọi người sẽ đọc thấy là khi mà chuyện Kiều sang tiếng Anh một cái là nó hoàn toàn khác, đúng không ạ? Thì những cái câu ở trong văn bản đó là bà lấy từ từ văn bản của Huỳnh Sanh Thông, lấy từ cái bản dịch đó, bởi vì là nó ở đây nó khá là phổ biến và được xem là một bản dịch uy tín. Thì tuy nhiên thì nó cũng làm mất đi rất là nhiều ý nghĩa ban đầu. Còn một bạn thì là hỏi về ống kính. Thực ra là các bạn đang hỏi về, các bạn cũng nhận ra là cái phim này nó rất đặc biệt trong cái gọi là cái chuyển động của camera, đúng không? Mọi người sẽ thấy là có những cái đoạn mà nó tức là như là một cái gọi là một cái dụ ý của cái người làm phim ấy, để mà tạo ra gọi là cái để làm cho người ta chú ý vào cái gọi là the gaze, là cái nhìn. Thì mọi người sẽ thấy rằng là
cái cách quay ấy, nó làm cho người ta cảm giác như là có một người đang nhìn trộm, đúng không? Mọi người nhớ là cái đoạn là cô Juliet với lại cô Kiều cô đang nói chuyện, xong rồi cái máy quay nó lại đặt từ dưới lên, mọi người nhớ cái đoạn đó đúng không ạ? Đấy thì cái cách mà quay như thế, xong rồi một đoạn một hồi giờ hai cố đi xuống, xong rồi máy quay vẫn đứng yên, đúng không? Các bạn đang hỏi về chỗ đấy đúng không? Thế là rồi máy quay vẫn đứng yên, xong rồi cố lại hai cô lại đi lên, máy quay vẫn đứng yên, xong một hồi hai cố đi xuống thì mới bắt đầu có một ít chuyển động. Đấy. Thì cái cách quay như vậy, và cái cách quay này nó cũng giống như cái cách quay ở trong cái cảnh mà hai người bịt mắt xong rồi có những cái động tác chạm như là đang làm tình đấy, nó tạo ra cái cảm giác như là cái con mắt camera, cái máy quay camera thực chất là một người đang nhìn trộm. Đó, đang nhìn trộm hai cố đi lại rồi nói năng, xong rồi cái nhìn vẫn đứng yên ở đấy, rồi hai cố đi chỗ khác, xong hai cố lại quay lại, rồi cái nhìn nhìn trộm vào của cái người xem, cái love story vào hai cái người bịt mắt và không nhìn nhau và chỉ có chạm nhau thôi. Thì đấy là cái gọi là cái một cái cố ý của cái cách quay để mà tạo ra cái cảm giác không? Và như có chia sẻ với mọi người là có rất nhiều là những cái chuyên gia, những nhà nghiên cứu hay những cái người xem phim, khi thì người ta xem xong cái phim này người ta bảo tôi xem xong tôi có cảm giác giống như kiểu mình là một cái kẻ thị dâm và đồng đồng nhất với lại cái khi mà họ, tức là thông thường á, là tức là bà ấy đang gọi là chất vấn lại cái chuyện đó, là khi người ta xem phim người ta chấp nhận rất là nhiều điều như là cái đương nhiên, tức là cái con mắt của người xem là đồng nhất với cái con mắt của cái camera. Nhưng bây giờ bà ấy làm cho cái việc mà khi ta đồng nhất với cái con mắt camera thì ta trở nên kỳ cục như thế nào. Đó là cái gọi là cái dụng ý, cái cách của bà. Hoặc là mọi người sẽ thấy có những cái đoạn là cái cách quay rất là lạ, là khi mà Alican đi theo cô Kiều đấy, thì hai người đi ra khỏi cái khung hình, khỏi cái ống kính, nhưng mà cái máy quay nó tự nhiên nó quay lên trên tường đúng không ạ, hoặc là nó quay lên trời đó, thì đó là một cái cách rất là đặc biệt. Thì bà ấy có một cái quan niệm về chuyện đó, và bà ấy nói rằng là thực mỗi một cái yếu tố nghệ thuật ở trong phim thì là nó đều có cái đời sống riêng của nó đều có thế giới riêng của nó, cho nên các bạn sẽ, nếu các bạn chú ý vào yếu tố nghệ thuật nào thì các bạn chỉ nhìn cái yếu tố nghệ thuật đó thôi, và các bạn sẽ thấy được cái gọi là cái ngôn ngữ của cái yếu tố nghệ thuật đó. Ví dụ các bạn chỉ quan tâm âm thanh thôi thì các bạn mình sẽ thấy là âm thanh nó có một cái cách biểu đạt riêng, một cái ngôn ngữ riêng của nó. Các bạn chỉ quan tâm đến cái di chuyển của camera thôi thì các bạn sẽ thấy rằng là camera nó cũng có cái nhìn riêng của nó. Camera nó không phải là cái để mà đi theo để mà minh họa cho nhân vật. Thì đấy là một cái vài cái như là mình tìm hiểu về cái phim này. Không biết là có bạn nào muốn hỏi thêm gì nữa không ạ? Không biết là trong quá trình mà những nhà hỏi thì quý anh chị có trao đổi thêm hoặc là có những câu hỏi khác thì xin mời quý anh chị. Không biết chị Hà Đặng đã có câu hỏi gì ạ? Chị Tiên à, rồi mời 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 bạn Tiên. Thì trong lúc mà mình nói thì Tiên có nhớ lại cái phim đó, thì thấy cái đoạn mà mình bảo là cái tình yêu mà bà Trịnh Thị Minh Hà đặt vào trong cái bộ phim này nó không có phải là một cái tính cố định đó, mà là tác động mà nó chia thành ba cái giác quan là nhìn và nhìn nghe và ngửi. Thì nhưng mà mình cũng cái này là đặt chắc là Tiên chia sẻ cái suy nghĩ, cái mà tôi hiểu thêm là như khi mình có cái vertical question về nó, thì cái tỷ lệ mà bà chia ra thì mình rõ ràng mình thấy là cái phần nhìn nó chiếm đa số, và có một cái góc nhìn khác và thông qua một người 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 yêu nào hết, không phải thông qua một người đàn ông nào hết, đó chính là âm thanh và nghe. Thì cái nghe thì không phải là trong nhân vật Java không, mà là
là chỉ có thông qua cái cuộc đối thoại trong điện thoại với Java mà là qua toàn bộ bộ phim, thì cái nghe nó giống như là một cái narrative, tại vì ngoài cái chuyện là thế mạnh của bà là về âm thanh, nhưng mà rõ ràng là cái khi mà mình nói về cái cách cách nhìn điện ảnh từ góc nhìn âm thanh của bà là cái cực kỳ là innovative á, tại vì bản thân cái format mà điện ảnh đó là một cái media của nhìn rồi, và nó triệt tiêu hết tất cả những cái, mặc dù nó coi như là nó đưa hết tất cả những cái giác quan khác vào, nhưng mà đều thông qua cái nhìn cả, đều thông qua cái nhìn của cái máy, là cái máy quay cả, và nhờ có cái thêm cái sự gọi là production của âm thanh thì nó mới có thêm. Nhưng mà thông thường là trong các cái bộ phim Hollywood thì âm thanh nó sẽ là nền, nó đẩy cảm xúc lên hay là dìm cảm xúc xuống gì đó. Thì cảm giác là trong cái bộ phim này đôi lúc âm thanh rất là khó chịu, tại vì nó trở nên nó nổi lên, nó nổi dậy á, nó lift, nó dẫn dắt cái câu chuyện. Và đặc biệt đó, bạn khán giả đã nhận ra là trong cái đoạn mà cuối cùng á, cái đoạn mà credit á, thì giống như là mình bị mù á, mình không thấy cái cảnh phim nữa, mình không thấy video nữa, mình chỉ còn thấy âm thanh thôi. Cái đoạn đó cực kỳ là thú vị với tim luôn. À, thì nếu mà không biết là mọi người tưởng tượng như tiên tưởng tượng như chén đập bể gì đó, nhưng là nhưng mà nó có thể là bất cứ cái gì. Thì cái việc mà bà chia cái tình yêu qua ba cái người yêu và cái tỷ lệ nhìn nó rất là lớn, thì đôi khi thì có thể đó là một vẫn là một cái hạn chế của cái phương tiện là điện ảnh. À, thì đó là cái băn khoăn đầu thứ nhất của tiên. Cái thứ hai nữa là cái cách mà bà tái đọc lại cái truyện Kiều là một cái phương tiện ngôn ngữ, văn chương, và dùng cái phương tiện điện ảnh là một cái phương tiện mà nó là một cái visual media. Mà tiên có nhớ ông thầy giáo sư Michel đã từng nói là there's no visual media, là giờ không còn visual media nữa, tất cả những cái gì mà được tiếp nhận bằng mắt thật ra nó là đều là một cái tại vì mình sống trong một cái gọi là cái visual culture ấy, quen mà mình bị định kiến là nó, nhưng mà thật ra nó đều là một cái gọi là gì ta, cái cổng vào thôi, cái ngõ vào thôi, để mà nâng cấp cho những cái thứ khác. Ví dụ như là tranh painting thì là thật ra nó là cái cảm nhận của cái touch, tức là cái chạm của người nghệ sĩ, của người họa sĩ, những cái nhát cọ của người họa sĩ mà chúng ta đi tìm kiếm cái chạm đó. Còn thí dụ như là nhiếp ảnh thì là để mà diễn kiến được những cái thứ mà mắt thường không thể thấy được. Thì đó cũng là một câu hỏi trong điện ảnh luôn, là thật ra mặc dù mình được đồng nhất với cả cái góc nhìn của camera đúng không, nhưng mà rõ ràng nó vẫn khác, tại vì cái thấu kính của mình với cái thấu kính của camera nó hoàn toàn khác nhau, và thông qua cái thấu kính camera thì nó cho mình thấy nhiều hơn những thứ mà mình cần thấy. Thì đó, những cái câu hỏi như vậy để mà tôi nghĩ thêm. Nhiều bạn tiên bạn có rất nhiều những cái gợi ý rất là hay. Và một số ý mà tiên tiên gợi ra thì tiên có thể đọc thêm. Là Minh Hà có một cái sự phân biệt giữa một bên là cái visual với hai là cái image, và phân biệt giữa hai cái khái niệm đó, visual với lại image. Thì tức là theo bà ấy, là chúng ta sống ở trong cái thế giới của visual mà chúng ta quên mất đi cái image, trong khi cái image mới là cái quan trọng. Còn về chuyện là ống kính mà nó cho người ta thấy là nhiều hơn mà cái mà người ta cần thấy, thì tức là bà cũng có một quan niệm về cái chuyện là thực ra thì cái mà ta thấy nó thường che che mất đi cái mà ta không thấy, cho nên tức là quan niệm của bà đôi khi nó rất trừu tượng. Bà nói rằng là cái chuyện nếu ta chỉ gọi là ta chỉ quá chú tâm vào những cái mà ta thấy thì ta sẽ không thấy được những cái mà ta không thấy. Cho nên là khi mà cái ống kính mà nó gọi là nó quay một cái gì đó, thì bà nói rằng là cái mà ta không thấy thì nó mới là cái quan trọng đấy. Mình cũng có thể suy nghĩ thêm về 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 cái điều đó nữa. Thì những cái gợi ý của bạn rất là thú vị.
Như là các bạn khác có câu hỏi gì? Bạn Trâm muốn hỏi đúng không? Bạn Trâm có thể mở mic lên được. Dạ, sẵn tiện con vừa mới nói về yếu tố âm thanh thì con nói luôn về yếu tố màu sắc đi con. Em thấy màu sắc trong cái phim này nó đúng là nó có ngôn ngữ riêng của nó. Nhưng mà em xem như thế này thì cũng chưa có hiểu hết được, cũng không bao giờ hiểu hết được. Nhưng mà em cũng muốn nghe được ý kiến của cô như thế nào về yếu tố màu sắc ở trong phim. Ừ. Thì mọi người sẽ thấy là xem phim mọi người cũng ấn tượng về màu đúng không? Màu ở trong cái phim này thì thường là những cái màu khá là nóng. Thì đúng là màu là nó có cái gọi là cái ngôn ngữ riêng của nó. Thì bà ấy nói rằng là ba cái màu cơ bản ở trong phim này là gì? Thì bà ấy nói rằng một đó là màu vàng, hai là màu xanh, xanh nước biển này, xanh dương này, và ba là màu đỏ. Chẳng hạn như mọi người sẽ thấy là ở trong những cái đoạn mà người ta quay và nhìn giống như camera đang nhìn trộm hai người làm tình đấy, hai người bịt mắt và thấy cái khăn bịt mắt của họ là màu đỏ đúng không? Thì cái màu đỏ ở đây nó là một cái hình ảnh của cái gọi là desire hay là lust, hay là tức là của cái ham muốn hay là của cái gì đó nó làm cho nó tạo ra cái gọi là cái cảm giác là kích thích cái ham muốn. Khi mà quay một cái cảnh mà xung quanh thì tối đen giống như chúng ta đang ngồi trong rạp phim đấy, xong rồi ló ra một cái cửa sổ xong rồi nhìn thấy hai người xong rồi bịt mắt và màu đỏ, thì đó là một cái biểu đạt về cái chuyện là gọi là những cái khuôn sáo, những khuôn sáo của những câu chuyện tình thì nó mang cái màu sắc như thế nào. Hoặc là mọi người sẽ thấy là mỗi một cái màu thì nó lại gắn với lại một cái tức là có những người họ phân tích về cái văn bản này, về cái văn bản phim này thì họ họ chỉ ra là mỗi một cái màu thì nó lại gắn với một cái gọi là người 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 yêu hoặc là một cái ý niệm yêu khác nhau. Thì đấy là bà Minh Hà thì bà bảo là ba cái màu đấy là ba màu chủ đạo, còn màu green đó, màu xanh lá đó, thì nó là cái chấm câu punctuation. Thì có một cái đoạn mọi người sẽ thấy là cô Juliet cố nói về màu xanh nhé, mọi người nhớ không? Có cái đoạn nói về các cái tạp chí đấy. Trước đây ấy, thì là người ta toàn là miêu tả phụ nữ hoặc là người ta làm nước hoa mà là để cho phụ nữ hấp dẫn nam giới, nhưng mà bây giờ thì là người ta xài nước hoa là bởi vì người ta để cho họ thôi, cho nên là cái màu green, cái màu xanh đó, nó là cái tương lai đó, đại loại dạng như vậy. Thế thì mọi người sẽ thấy là mỗi một cái lần đổi màu hoặc khi người ta khi mà cái bộ phim nó tập trung vào một cái màu nào đó thì là nó có cái ý nghĩa của nó. Nó thì cũng giống như các cái yếu tố khác thì nó đều có cái ngôn ngữ riêng. Đấy là một số cái chia sẻ của mình. Không biết là mọi người có thêm mà trao đổi hay là có hỏi gì không? Bây giờ cũng đến giờ rồi đấy, cũng mình dự định là 11:30 đúng không? Bây giờ là hơn 11:30 rồi. Không biết là có bạn nào còn có câu hỏi nữa không? Bạn Hà có hỏi không? Để chắc là một câu hỏi nữa rồi mình kết thúc câu chuyện từ đầu tiên. Câu nhưng mà thực ra là cũng bao gồm mấy cái băn khoăn là thực ra vừa nãy nghe chị Vi nói về âm thanh thì em cũng rất là chia sẻ, nghĩa là lúc mà em xem thì em cũng ấn tượng về cái âm thanh ở trong phim này. Tức là có những lúc mà đúng là âm thanh nó nổi dậy và nó rất là chói. Đôi khi là có những cái đoạn mà cả âm thanh của tiếng người và tiếng âm thanh của cái âm thanh nền nó cùng nổi lên, sau đó thì tiếng người gần như là bị át hết, tức là em chỉ còn nghe được cái tiếng mà một cái tiếng động và thực ra là nó mang tiếng gây nhiễu. Tức là khi nghe cái âm thanh trong phim này thì em cảm giác nó thường thường là những cái âm thanh gây nhiễu nhưng mà nó lại nổi lên để chiếm vị trí chủ đạo ấy. Thì
thì nó cũng là một cái ấn tượng thế ạ. Và cũng hơi băn khoăn về âm thanh khi mà nghĩ đến phim này. Với cả lúc vừa nãy chị Minh có nói đến cái trạng thái khi yêu chứ không phải là về tình yêu, thì đúng là xem phim này em cũng rất là ấn tượng với cái cách bài viết bài nói về cái trạng thái khi yêu, có nghĩa là tức là em thấy thường thường nó sẽ có những cái cảnh về việc là một cái cô gái cứ ngồi trầm tư, sau đó thì một cái khung cảnh có thể là trong mơ hoặc là có thể từ quá khứ hoặc là có thể từ một lúc nào đấy giữa hai người yêu, và hoặc là một cái câu nói nào đấy nó vang lên, kể cả cái câu nói về việc là cái câu khen là kiểu như là em có giọng nói đẹp thế thì nó vang lên, nghĩa là em thấy nó đúng là một cái cách của người đang yêu khi mà người ta nghĩ về những cái người mà yêu mình hoặc là mình yêu, thì lúc đấy là nó sẽ đan xen vào với cái đời sống thường nhật của họ, hoặc là bất cứ một cái lúc nào mà là tâm trạng nó sẽ bị đảo lộn như thế thì cũng là một cái ấn tượng mà em thích ở trong phim này. Với lại một cái ấn tượng nữa là em rất ấn tượng với cái cách mà cô ấy hồi cố về, có thể là cái về chính thời thơ ấu của mình ấy, với cái cảnh mà đứa bé mà nó trần trụi, một cái đứa bé gái trần trụi và nó ở giữa cái cảnh sông nước, nghĩa là gần như là không có một cái dáng nào hay là một cái quy chuẩn nào về tình yêu lúc đấy áp đặt lên cái đứa bé ấy, và nó tức là nó cứ hồn nhiên như thế thôi, và gần như là tức là nó là cũng là một cái hình ảnh mà kiểu kiểu em xem xong là nó cũng bị ghim vào đầu, xong rồi tức là nó không chỉ là em nghĩ là nó có liên quan đến nostalgia, nhưng mà nó còn một cái gì đấy hơn nữa, nghĩa là nó hồi cố về một cái trạng thái nguyên thủy nào đấy mà có thể nó gọi ra đấy cũng đang nghĩ, đúng là đang nghĩ ạ. Với lại có một điểm nữa mà em thấy nó khá là, để bản thân em thấy khá là thích, đấy là cái tên Juliet ấy, với cả cái ấn tượng mà cái tên Juliet nó mang lại, thì nó đúng là một cái mô nó gọi đến một cái mô típ rất là kinh điển của phương Tây, mà như chị Minh có nói là tức là đấy thì tình yêu của phương Tây theo kiểu là một là cưới, hai là chết, thì Juliet thì là một cái biểu tượng đúng là chết, thì đúng là chết thì mới gọi là chết hoặc cưới, thì nó cũng em nghĩ là nó cũng gắn với một cái nguyên tắc theo kiểu là yêu một người ấy. Nghĩa là kiểu hai người yêu nhau quá xong rồi chết hết thì đúng là cũng chả còn cơ hội để mà yêu ai được nữa, hoặc là kiểu cưới nhau rồi thì lúc đấy là coi như là hai cái vòng hôn nhân nó đã là buộc có tan rồi, thì gần như là nó cũng gắn với một cái nguyên tắc gọi là một một ấy. Nhưng mà Juliet ở trong phim này thì thứ nhất là cô cũng không phải là người phương Tây, cô ấy lại là một người châu Á, và kiểu nếu mình xem như kiểu là mỗi cái nước hoa thì che giấu một chuyện tình, thì thực ra là một cái hình ảnh là rất đa tình, và nhưng mà khi mà được nâng lên thành symbol theo kiểu là cứ người ta cứ nghĩ đến Juliet như là một cái kiểu yêu một người duy nhất và kiểu chung thủy, về tượng của chung thủy, thì mà cũng có thể là vì thế một cái từ cái huyền thoại đấy mà rất là nhiều phụ nữ ở các nơi gửi thư đến xong rồi, thì em nghĩ nó cũng rất là parody, kiểu nó parody một cái hình tượng như thế ở trong văn hóa phương Tây thôi. Nhưng mà đến thực ra là em cũng đang nghĩ đến những cái này nó gần như là nó cũng nảy ra trong lúc xem phim, thì có thể là chị Minh gợi ý thêm cho em để em hiểu hơn, với cả là để kiểu đi đến cùng những cái mình đang nghĩ. Thì những cái chia sẻ của Hà cũng rất là hay, nhất là về âm thanh, thứ hai là về cái gọi là the state of being in love, là cái hồi cố về thời thơ ấu, hay là cái hình ảnh của Juliet. Cái chia sẻ cuối cùng nó rất là thú vị, bởi vì ở phương Tây thực ra họ cũng có một cái câu, đó là marriage is not a word, it's a sentence. tức là họ chơi chữ đấy, cái sentence, tức là nhìn trên bề mặt thì cái câu đó là hôn nhân nó không phải là một từ mà nó là một câu, nhưng mà cái chữ sentence thì nó đồng thời còn có nghĩa là một cái bản án. Sentence, một bản án đấy, thì đúng là cái gọi là, bởi vì khi mình đọc về Minh Hà đấy, và mình muốn hiểu cái gọi là những cái ngôn ngữ ở trong những cái cuốn sách và những cái bài viết của bà, thì nếu mà mình hiểu về, mình có cái kiến thức về lý thuyết âm nhạc ấy, thì đọc sẽ dễ hơn nhiều. Tức là bởi vì bà ấy, thực ra bà tư duy về điện ảnh và về tất cả những cái thứ khác là bằng âm nhạc,
là bạn sẽ miêu tả điện ảnh, hoặc là bạn sẽ miêu tả gọi là những cái ý niệm ở trong đầu bạn bằng cái mô hình của âm nhạc. Đấy, thì mọi người cũng đồng ý với nhau là trong cái phim này thì âm nhạc nó rất đặc biệt đúng không? Nó có cái thế giới riêng của nó có ngôn ngữ riêng của nó có đời sống riêng của nó, và đôi khi là nó nổi lên rồi nó lấn át nhân vật luôn. Nó là một cái gọi là một cái ngôn ngữ song song để mà nó tạo nên cái mà bà luôn luôn bà trong các cái suy tư của bà thì bà luôn luôn nói về cái tính mà bà gọi là multiplicity, tức là lớp ở đây nó cũng cần được nhìn ở trong cái tính gọi là multiplicity đó. Mình dịch là cái tính đa dạng thì nó cũng chưa có sát được hết đấy. Tức là cái multiple là nó là cái tính số nhiều của nó. Đấy. Thì tuy nhiên thì cũng có một số chỗ mình sẽ thấy là cái âm thanh nó khi mà nó đi cùng với hình ảnh, âm thanh nó gọi là nó va chạm với hình ảnh thì nó sẽ tạo ra những cái ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đấy. Chẳng hạn như mình thấy có một cái đoạn đó là quay một cái cô mà tóc cố dài xuống đến tận chân đấy, mọi người nhớ không? Cô bước đi, cô mặc áo dài này, tóc cô dài đến chân này, cô bước đi rất nhẹ nhàng khoan thai. Thì bình thường á, nếu mà cái âm nhạc mà nó gọi là nó minh họa cho cái hình ảnh hoặc là nó kết hợp với cái hình ảnh thì nó sẽ là một cái giống như tôi yêu Việt Nam hay là cái gì đó cái hình ảnh mà để nó khớp với lại cái một cái người con gái tóc dài dịu dàng tha thướt. Nhưng mà như mọi người có âm thanh cái lúc đó không? Mỗi bước cố đi thì cái tiếng nó giống như tiếng mài dao ấy đúng không? Và khi khi mà mình xem đến cái đoạn đó mình luôn luôn nghĩ cái câu gì tiếng thơ kêu tiếng gươm khua tiếng gươm khua tiếng thơ kêu xé lòng. Tức là khi mình nghiên cứu, tức là mình đọc cái một cái yếu tố chẳng hạn như âm nhạc ở trong cái phim này như một ngôn ngữ riêng, nhưng mà mình đọc nó ở trong cái sự tương tác với lại hình ảnh thì mình sẽ thấy là nó khi nó va chạm với nhau và nó tạo ra những ý nghĩa rất khác biệt. Hoặc là chẳng hạn cái đoạn mà cố hát cho con chim nó nghe đấy, mọi người có nhớ cái đoạn đó thực sự một đoạn mà mình xem làm cho mình rất là xúc động, là một cái cách người ta biểu đạt cái nỗi gọi là cái nỗi cô đơn mà bằng những cái hình ảnh, nó rất là nhìn hình ảnh thì nó rất đẹp đúng không, nó rất đẹp, nó rất mượt. Nhưng mà khi mà cố hát cho con chim nghe và mặt cố có một cái vẻ như là đang cười, nhưng mà cái tiếng hát của cô nó bị át đi bằng những cái tiếng khác. Thế xong rồi cuối cùng cô hỏi con chim là do you remember, can you sing a song? Mày có nhớ cái ta quên mất cái ta hát ta quên mất cái lời rồi, mày có nhớ không, mày có thể hát cái bài đó được không, và cô khóc. Thì những cái đoạn như vậy và những cái sự kết hợp giữa gọi là cái sự mình gọi là cái sự va chạm giữa âm thanh với hình ảnh nó rất là gợi cảm xúc, nó tạo ra những cái ý nghĩa. Hoặc là khi mà Hà nói về việc cố hồi tưởng lại cái thời thơ ấu của mình và ở bên một cái cô bé hồn nhiên ở bên dòng nước thì cái gọi là cái sự hồi tưởng về thời thơ ấu nó và những cái hình ảnh tương tự như vậy ở trong phim thì mọi người sẽ thấy là cố đưa thêm một cái yếu tố đó là mưa với lại nước đúng không? Nước ở trong phim thì nó một là hình ảnh nước, và hai là âm thanh cái tiếng gọi đấy. Lâu lâu lại nghe tiếng gọi Kiều ơi, gọi tiếng gọi của mẹ, tiếng gọi của người yêu, tiếng gọi của quá khứ đấy. Thì những cái sự kết hợp như vậy nó cũng tạo nên rất là nhiều ý nghĩa. Và mọi người thấy là cái tại sao cô lại đặt tên cái người người bạn cũng như người tri kỷ của cô là của cô Kiều là Juliet đúng không? Một cái biểu tượng của cái tình yêu ở phương Tây đấy, cũng là một cái điều rất là đáng chú ý. Xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Minh, và bây giờ thời lượng của chương trình thì chắc là đã đến lúc chúng ta
được nghỉ ngơi để tận hưởng một buổi trưa cuối tuần. Thì xin cảm ơn quý anh chị đã ở lại với The Ladder cho đến thời điểm hiện tại, và chương trình của The Ladder sẽ xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị vào buổi kế tiếp của chuỗi Saturday Gender Talk, và để đề xuất với ban tổ chức về những cái văn bản hay là những tác giả mà các bạn muốn được giới thiệu thảo luận, thì mọi người có thể liên hệ với The Ladder qua fanpage hoặc là email để đề xuất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chắc là nhờ mọi người chụp một tấm hình vui với nhau, có mặt các thứ. Thì chắc là nhờ mọi người mở mọi người mở cam lên nhỉ? Mọi người mở cam lên không? Chụp chụp một tấm có cam các thứ hoành tráng. Là phải lao mặt ra khỏi giường liền. Vẫn còn đang mơ. Nhưng cái phim này nó gọi là chống stress lúc mà mình kiểu mình mệt ấy, tốt lắm. Mình cứ xem một hồi xong mình là mình lơ mơ mình ngủ. Nhưng mà vừa nãy chị Minh nói đến cái tiếng tiếng gì nhỉ? Tiếng gươm kêu. Tiếng gươm khua, tiếng thơ kêu xé lòng. Đúng là lúc em nghe cả em cũng nghĩ đến tiếng gươm giáo với cả đúng, với cả bước chân đi dây đàn mà dây đàn sắt nó đứt ấy chị. Thế xong là kiểu em nghĩ đến cái ý về đoạn trường Tân Thanh ấy. Tức là nó phải như thế thì mới làm cho mình kiểu gai lên được ấy, chứ còn đúng là nếu mà dùng cái rất là popular music thì chắc là không thể đấy. Có thể tức là bà ấy là chuyên gia về âm nhạc mà bà học về cái chuyện đấy mà. Cho nên là bà ấy dùng những cái hình thức nó rất là đặc biệt làm cho mình gai người. Hình ảnh thì rất đẹp nhưng mà âm thanh rất chói. Đúng rồi, bước đi trong kiểu cái hình ảnh đấy đúng là kiểu nghĩ đến nó đáng sợ, kiểu có cái gì đấy nó sợ hơn là một cái hình ảnh thơ mộng ấy. Đúng rồi, đấy. Nền trắng đen nữa, kiểu em thấy rất là sắc phục. Đáng sợ. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Chắc là hẹn gặp lại. Chưa chụp mà. Ồ, chưa hả? Đâu, đâu, mà. Để mọi người cười đã chứ. Không ai chịu mở cam hết. Được chưa? Dạ được rồi ạ. À. Xin cảm ơn mọi người. Đấy, mình mở màn thôi. Còn bữa sau thì sẽ mời các cái diễn giả là các cái nhà nghiên cứu ở đây. Cũng hy vọng là mọi người tiếp tục tham dự ha, và ủng hộ The Ladder. Của cái chuỗi talk này. Rất cảm ơn mọi người. Rồi bye bye nha. Bữa nay bây giờ đêm ở Mỹ rồi. 9 giờ đêm. Ngon luôn. Giờ chúng em đi ăn trưa. Bây giờ mình mới đi ăn tối. 9 giờ đêm. Mới đêm tối. 9 giờ. Là ăn đêm. Rồi bye bye nha. Dạ. Xin chào cô, chào tất cả mọi người. Rồi, xin chào.